giá băng này á, đứt hàng bữa giờ cũng 3 ngày rồi anh em, được rất là nhiều shop em vừa mới ra, được rất là nhiều anh em ở xa khen ba ga da băng quá đẹp. Quay sát ở đây cho anh em ở xa xem. Ngày hôm nay shop em vừa mới làm thêm một cái mẫu nữa, đó là ba ga nhúng nhựa. À, ba ga này dành cho cúp nha, ba ga này dành cho cúp. Đây, quay rõ ràng cho anh em ở xa xem. Mình về mình làm thử một mẻ nè, mấy chục cái được rất là nhiều anh em đặt, anh em thầy thợ hay là anh em chơi xe từ 78 nè, đam nè, én nè, 81, 86 ha. Đều gắn được hết ha, và mình có làm clip cho những ông chú như ông anh ở xa xem rồi. Ngày hôm nay mình làm thêm một cái mẫu, và anh em lưu ý những anh em nào mà đặt shop em á thì gán nha, gán, tại vì mình làm có số lượng à. Làm được 1, được 2, được 3 thì đợt này về vài chục cái nữa thì những anh em nào đặt á thì chịu khó nhanh tay giúp shop em nha. Và giá trước giờ vẫn không thay đổi, vẫn là 530 một cái. Ở sau đây shop em làm có hai mẫu, mẫu 67 nè, mẫu CD, CL và mẫu đam, cúp tròn, cúp 78, 81, 86, đam đều gắn được hết anh em nha. Rất là đẹp. Đây, anh em xem này nha. Rất là đẹp nha. Cái này là cái sexy, chất liệu là sexy anh em nha. Còn đây là nhúng nhựa nè. Cái bộ này là nhúng nhựa. Đây thôi, đi qua đây đi. Qua đây quay cho nó rõ ràng. Bên đây giờ đang đóng hàng, đi cho anh em nè. Đó, giờ bên giao hàng qua lấy. Giờ tôi đang qua lấy thì lu bu qua đây. Qua đây shop em quay cho anh em xem những cái món phụ tùng của cúp. Ủa cái đó em coi chưa ra. Em bảo nè. Qua bên đây, qua bên chỗ phụ tùng shop em quay cho anh em xem. À, một buổi chiều tại shop em là những cục hàng lớn nhỏ anh em ấy ha. Những cục hàng lớn nhỏ là ngày nào bên shop em đi ngày đó cho anh em. Thì những ông chú, những ông anh nào mà đặt phụ tùng á, cứ việc yên tâm. Ở bên em là ngày nào đi ngày đó à. Qua đây. Qua đây anh em. Qua đây quay cho mọi người xem. À, cái ba ga này về được rất là nhiều anh em thầy thợ, anh em chơi xe khen shop em. Làm rất là chắc chắn. Rộng 16 ly mà. Cái rộng của nó là 16 ly nên nó rất là dày, rất là trắng, và đặc biệt á, cái bát chỗ này nè, nó chịu lực. Bảo đảm với anh em là không sệ nha. Mình bảo đảm với anh em là không sệ, cái bát này làm sao sệ nổi nữa. Anh em nhìn nè, bát này sao mà sệ nổi nữa. Anh em ha. Đây. Đó, hai mẫu. Mình gắn đam, mình gắn 78, mình gắn 79 đều được hết, yên ngắn yên dài đều được hết. Nên anh em ở xa yên tâm. Và một cái như vậy là 530.000. Và số lượng thì những anh em, nói chung là mình làm khá là lâu nên những anh em nào về, những anh em nào đặt shop em thì tranh thủ nha, tranh thủ vì số lượng có hạn ha. Cháy hàng 3 bữa nay, hôm nay về được mấy chục cái nữa thì anh em tranh thủ đó. Rất là đẹp, nhúng nhựa rất là chắc chắn anh em nha. Anh em biết vì sao mà mình thích làm sexy hoặc là nhúng nhựa hơn là làm inox không? Tại vì inox á, thật sự đúng ra mà nếu mà anh em mà chơi xe á, thì người ta sẽ xài sexy. Thứ nhất là nước xi đẹp, thứ hai nó dày, nó đẹp, chứ không có như inox. Có nhiều người ta sợ rỉ sét này nọ, thật sự mình chơi xe mà mình để cho bị sét làm sao sét được, mình kỹ làm sao mà sét được. Đúng anh em, như mà anh em thấy đồ zin nó toàn là đồ sexy, không đâu có xài inox. Và khi mà mình xài, anh em nhìn thấy nè, cái xe mà mình nó ken á, cái nước xi nó trắng đẹp lắm ha. Mà mình cũng nói luôn, nếu mà mình xài 5 năm 10 năm mà mình giữ kỹ nha, cái nước xi xấu luôn mình không thích, tháo ra xì lại anh em nha. Chứ không cần là phải chơi inox ba cái đồ inox làm gì, vàng nhìn rất là bực bội, nhìn nó không có đẹp xe nè. Đó, nước xi là phải trắng đẹp vậy, từ chất lượng nè, dày nè, bóng đẹp đó. 530 một cái, rất là đẹp luôn, dày nặng, nhúng nhựa chắc chắn luôn. Có anh em nào mà sợ rỉ sét hay gì đó thì xài nhúng nhựa đây ha, rất là chắc chắn. Trắng cho đam nè, 78 79, hay là 81, 86 đều được hết anh em. Đây nè. Còn đây là ba ga mũi. Ba ga mũi thì nằm vị trí này. Ba ga mũi thì nằm vị trí này. Đó, ba ga mũi nằm vị trí này. Ha, còn ba ga giữa thì nằm vị trí này. Đó là một cái bộ combo nhúng nhựa. Đây, để mình để riêng về cho anh em. Ha. Rất là đẹp. Lâu rồi mình không có quay review phụ tùng cho anh em ở xa xem. Ngày hôm nay thì mình ra cái sản phẩm mới á, mình quay cho anh em xem. Đây, cái bộ ba nhúng nhựa nè. Để còn 82 hay là cúp tâm á thì chắc cũng phải vài bữa nữa thì shop em sẽ làm cho anh em. Mình sẽ làm luôn dòng cúp vuông cho anh em luôn anh em nha. Mình sẽ làm dòng cúp vuông cho anh em luôn đó. Ở đây thì hồi sáng mình mới về được 10 bộ. Thì những ông chú nào mà dặn shop em á, những ông chú, những ông anh nào mà thường dặn shop em cái bộ bốn món
một bộ 4 món của cúp, như là nắp xăng nè, khóa xăng nè, khóa nón, 4 món một chìa. Một bộ của em nó 4 món một chìa là 800 anh em nha, 4 món một chìa, một bộ của em nó là 800. Đây tối hả, ngược nắng à, ngược ngược sáng hả Bảo, em quay qua đây coi, quay lại coi ngược sáng. Ơ, bóng đèn này hư hả ta, hơi tối anh em thông cảm nha, ok không đó. 4 món một chìa mình về được mười mấy bộ, số lượng có hạn nên anh em tranh thủ nha. Đây đây nè, cứ 4 món là một chìa, rồi mình sẽ test cho anh em nghe luôn, coi luôn. Đây đây là khóa cổ ha, đây là khóa cổ nè đó, đây là khóa cổ, 4 món một chìa, một bộ là 800, ship có toàn quốc, nhận hàng kiểm tra hàng mới thanh toán, phí ship là bên mua chịu đó. Đây đây đó, đây ha. Anh em chơi cúp á, anh em chơi cúp hay là chơi những cái dòng xe cúp tròn hay là cúp vuông, cứ bị yên tâm vì có shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn hỗ trợ cho anh em. Nói chung là anh em cần món gì á, nói chung là mình là dinh lô lẫn lộn, mình có cái món nào giờ, nói chung là mình đồ mới nhiều, đồ gia công nhiều, nên những anh em nào mà cần những món gì á, cứ việc cho shop em một cái bình luận ha, mình sẽ cố gắng mình có phụ tùng cho anh em đó. Một bộ 4 món anh em nha, một bộ 4 món rất là đẹp, 800 nghìn một bộ, ship có toàn quốc hết, nhận hàng kiểm tra hàng mới thanh toán. Lâu rồi mình không có có review phụ tùng cho anh em ha, lâu rồi mình không có review phụ tùng cho anh em. Còn đây đây nè, nhiều lắm, nói chung là nhiều lắm, mà mình tại vì mình lâu rồi mình không biết anh em cần món gì, mình quay cho anh em ở xa xem. Ngày hôm nay đây đây, cái này là bao tay ba ngấn, bao tay ba ngấn này thì mình bảo đảm với anh em luôn, cái này hàng thường thì không có, cái này chỉ có hàng Thái mới có. Sáng không Bảo, quay gì sáng không, quay gì cho mấy ông chú xem, mấy ông lớn tuổi rồi sợ mấy ông không thấy rõ, cái nào tối la lên. Đây cái này là bao tay ba ngấn nè, cái này là đúng chuẩn hàng Thái, tại vì bao tay ba ngấn á, nó không có hàng thường, nó không có hàng thường anh em, nó không có hàng thường mấy chú, nó chỉ có hàng Thái thôi. Ba ngấn này chỉ có hàng Thái thôi, mà một cặp như vậy á, là 150 ngàn ha anh em ha, một cặp 150 ngàn ba ga bao tay ba ngấn hả. Cố gắng về, nói chung đầy đủ hết, phụ tùng cúp, phụ tùng 67, thì đồ 67 là hầu như là mình gia công rất là nhiều. Những anh em nào mà thường hay xem những video của shop em á, thì anh em biết ha, mình gia công rất là nhiều đồ. Bao tay ba ngấn nè, bao tay 81 nè, bao tay 82 nè, chữ U nè, chữ U Thái nè anh em, chữ U Thái nè đó, chữ U Thái là sexy ha. Còn cái inox thì nó rẻ hơn, còn này điện sườn, còn này điện sườn. Ủa có bẩn cúp ra đâu ta, để hỏi mấy chàng bẩn cúp ra, mấy chàng để đâu ta, em quay một vòng cho anh em ở xa xem đi. Em quay mấy món phụ tùng cho anh em, để anh qua bển kiếm bẩn cúp ra cho mấy ông chú xem đó. Thì phụ tùng thì lúc nào bên shop em cũng cập nhật về mọi người nè đó. Từ yên, từ ba ga. Ủa mấy chàng ơi, cái bẩn cúp ra ở đâu vậy chàng? Chơi từ các món linh tinh luôn ha. Là bô còn... bô thì có bô tân tiến, còn cái nào không, còn cái nào hơn rồi không, hình máy 100 110. Ừ ha. Thì nếu mà cái thằng VD này á, phong cách cúp ra này em bữa giờ chịu ấm hơn, em lấy mình quay cho mọi người xem đó. Đây này gấp nè, đây gấp cúp nè, gấp cúp gấp 67, lâu rồi không có quay cho mọi người xem. Ở đây đây thì những anh em nào mà thường hay dặn shop em, ở cái này ngày mai chụp hình, mấy anh em hỏi bên Zalo lâu quá không có chụp hình. Cái này là để đó cho anh Trang, cái này là gấp gấp 67, gấp gia công, gấp gia công 450 cây ha, rất là dày nặng. Cái này không có cần cái cần để mình quay cho mọi người xem, mình không có cần, rất là dày nặng. Còn đây là gấp của thằng 81 86 88, có đầy đủ luôn. Một cây zin thì là 550 anh em nha, một cây zin thì là 550 một cây nha. Đó anh em thấy đẹp không? Cái này thì nếu mà những anh em nào mà tìm cùng màu chắc không có rồi. Đây là sơn zin hết. Nếu mà chơi cùng màu thì chắc phải về sơn lại. Đây. 550 một cây. Anh em nha. Cái này là gấp zin. 550 một cây, gấp zin 81 86 nè. Ha, 81 86 88 thì lỗ cốt nó lớn, lỗ 16 ly. Cái thằng 88 nó đầy đủ hết. Đây, còn đây những thùng lửa. Nhiều lắm nhưng mà lâu quá mình không có review cho mọi người xem á. Mình không có review bộ lửa. Quay cho mọi người xem bộ lửa ha.
bộ lửa mà shop em đây 380 một bộ. Cái này mình gắn cho 67 nè, mình gắn cho 78, 79, 81, 86 đều được hết. Và một bộ của em nó là 380 ngàn một bộ anh em nha, đầy đủ hết. Một bộ lửa vậy nè, bộ lửa qua lăng gì nè, đó là 380. Và đặc biệt ở đây là shop em là ship toàn quốc hết, nhận hàng kiểm tra hàng mới thanh toán. Mấy ông chú mấy ông anh ở xa yên tâm ha. Mấy anh em mà chơi 67 hay là cúp, các dòng 67 cúp đủ dòng thì cứ gì alo cho shop em qua, hoặc là điện thoại trực tiếp qua số điện thoại là 0909800708 anh em ha. Hoặc là có việc tới trực tiếp, hoặc là có việc tới trực tiếp shop em xem. Ngày hôm nay hôm bữa giờ biết mình quay cái bẩn này chưa ta, bữa giờ mình lu bu quá mình không có quay review cái phụ tùng cho anh em ở xa xem. Ngày hôm qua mà mình làm một cái mini game á, làm một cái mini game á thì được rất là nhiều anh em nhìn, nhiều anh em bình luận mà ác cái anh em biết sao không? Chưa có anh em nào đón trúng hết, chỉ có hai thằng em trong shop họ đón đúng rồi, nhưng mà trong shop mình không có tính được hả. Thì tiếp tục buổi trưa vào một giờ trưa ngày mai đi, một giờ trưa ngày mai thì mình xem tổng kết lại có ai đón trúng. Tại vì dọn cho anh Hiền Lê là 10 chiếc mà xong 8 chiếc rồi, thì còn 2 chiếc nữa mình làm mini game. Mình nói là anh em nào đón đúng được 2 chiếc còn lại là tặng cho anh em một thùng bia. Và mình có 3 thùng thì mình sẽ tặng cho 3 người đầu tiên đón trúng. Nhưng mà hôm qua giờ chưa ai đón trúng hết, 1.600 người luôn. Trên TikTok thì 600 mấy người nhưng mà chưa ai đón trúng hết. Thì hồi nãy mình chèn trong đây cho anh em ở xa xem. Đó, đây. Đẹp không? Bẩn cúp ra. Còn này là bẩn cúp ra nha, bẩn cúp ra. Nếu mà những anh em nào mà chơi, nói chung là có tìm hiểu cái dòng những dòng xe này thì báo shop em. Và một cái bẩn cúp ra mà sơn gồi như vậy là 1.1 triệu một cái anh em nha, 1.1 triệu một cái. Đây quay rõ ràng cho anh em ở xa xem, bẩn cúp ra ha, sơn sẵn rồi nè, từ cúp tròn nè, cúp vuông nè, cúp có cổ không cổ anh em nha, có đề không đề là bên em đầy đủ hết đó. Và những anh em nào mà muốn xem trực tiếp cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Cái bẩn này chất liệu của em nó là composite anh em nha, chất liệu của em nó là cúp composite, được shop em gia công đầy đủ hết anh em nhìn nè ha. Được shop em gia công đầy đủ hết, anh em về là chỉ có chơi thôi, chỉ có chơi thôi đó. 1.1 triệu một cái. Và những anh em nào mà cần những món phụ tùng gì đó, có việc vào trong Zalo của shop em là 0908000708 anh em ha, để nhắn vào shop em, em sẽ gửi nhiều mẫu cho anh em xem. Đẹp lắm, nói chung là xuất sắc lắm. Lâu rồi mình cũng không có review phụ tùng cho mấy ông chú mấy ông anh ở xa xem, chung là tại mình cũng lu bu anh em ha. Nhưng mà chắc phải vài bữa nữa mình sẽ làm một cái video về đồ cập nhật, đồ 67 cho anh em ha. Ngày hôm nay thì mình quay đồ cúp đi, hay là mình sẽ quay, nói chung là mình sẽ cố gắng quay đầy đủ và hỗ trợ cho những ông chú như ông anh ở xa hết mình đó. Những ông chú như ông anh ở xa cần món gì việc nhắn qua bên Zalo cho shop em. Những anh em nằm trong Sài Gòn, trong phạm vi Sài Gòn, cứ việc ghé qua quận 12, ghé shop phụ tùng 67 quận dễ thương nhất Sài Gòn, xem những món phụ tùng mà anh em cần anh em ha. Tâm đắc nhất và tâm quyết nhất là ba ga loại này, ba ga Japan, được shop em thiết kế lên mẫu, lên ý tưởng ha. Anh em nhìn này nha, rất là chắc chắn nha. Và cũng mừng là được rất là nhiều anh em thầy thợ, anh em chơi xe đặt shop em đó. Cái bát này làm sao mà xài nổi, cho anh em chở hàng, cho anh em ngồi luôn, sao mà xài nổi nè. Mình gia công nè, làm sao mà xài nổi ha. Rồi mình làm hai mẫu luôn, cũng 530 một cái. Hai mẫu luôn, đều 530 một cái hết đó. Anh em nhìn nha, rất là chắc chắn đó, bảo đảm với anh em, bao với anh em luôn nè. Những cái sản phẩm mà shop em bán ra cho anh em, nếu mà lỡ có về tới tay anh em mà bị lỗi hay gì đó, anh em cứ việc điện thoại trực tiếp cho shop em, sẽ có nhân viên hỗ trợ cho anh em liền. Nên mua hàng của shop em cứ việc yên tâm ha. Từ mà những cái chất lượng tới sản phẩm, tới mà bị lỗi hay gì đó, cứ việc điện thoại trực tiếp cho shop, shop sẽ có nhân viên giải quyết cho anh em đó. Rồi ơi, ok, ngày mai sẽ làm một cái video về phụ tùng nữa cho anh em ở xa xem. Và những ông chú như ông anh nào mà xem, nhớ cho shop em một like, một đăng ký và một chia sẻ nha, để luôn cập nhật được các món phụ tùng mà xe theo ngày tháng anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye.